Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 11 đồng token Einstein. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành chỉ có 100 triệu rồi thôi. Đã có 1.376 tài khoản holder, đã phát sinh 3.805 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net. Link truy cập website thì mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract dành ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví wallet của các bạn nhé. Sau đó các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng vào đây. Nó không hiện lên cái ký hiệu tập thân thì các bạn qua nhập là ký hiệu là E bằng MC2, số tập phân là 9 nha. Số tập phân 9. Nhấp tiếp theo, thêm tập phân. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập phân vào ví, các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net. Nhấp vào bước 2 để truy cập vào link website chính này. Rồi, sau khi đã vào được website chính thì các bạn kéo sang phần dưới này giúp mình nhé. Các bạn có thể mua trên qua swap để hầu và chờ nhiều lần tài khoản các đồng này nhé. Còn nếu mà bạn là airdrop, các bạn nhấp vào phần này, yêu cầu airdrop mã thông báo Einstein. Các bạn nhấp vào kết nối với ví này để kết nối với ví của các bạn nhé. Tiếp theo kết nối với ví, sau đó các bạn nhấp vào yêu cầu và claim. Đây, các bạn nhấp vào claim luôn nhé. Mà báo lỗi thì các bạn chờ một tí để các bạn claim lại nhé. Đôi lúc là do mạng BSC nó quá nhiều giao dịch, nó hay bị xảy ra trường hợp lỗi. Rồi mình nhắc lại này, đấy, phí ga là 0,001 666 BLB nhé. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 10 đồng token Einstein. Các bạn có thể thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net để cập nhật những video mới nhất để chúng mình cập nhật lên trên hàng ngày. Nếu bạn chưa có tài khoản trên giao dịch các sàn là như Binance và đây bạn đăng ký, bạn có thể 10% giao dịch cho đời nhé. Còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Rồi bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.